không lấy oán trả oán. Giới hận, diệt hận thù. Phật dạy pháp cú này cho một người hiếm muộn, lúc Ngài ngụ tại tỉnh xá Kỳ Viên. Một người kia sau khi cha chết, một mình lo liệu gánh vác tất cả việc nhà cửa ruộng vườn, lại còn chăm sóc bà mẹ. Mẹ bảo anh: "Con à, mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ trẻ." Người con hiếu thảo bèn thưa: "Mẹ thân yêu, đừng nói thế, ước ao duy nhất của con là được phụng dưỡng mẹ suốt đời." "Con ơi, mẹ không muốn con một mình á phải gánh vác hết mọi việc trong nhà ngoài ruộng, hãy để mẹ kiếm vợ cho con nha." Anh ta từ chối đôi ba phen, rồi đành im lặng bằng lòng. Bà mẹ hớn hở rời khỏi nhà, định đi đến một nhà nọ kiếm con dâu đem về. Anh ta bèn hỏi mẹ: "Mẹ định đi đến nhà ai vậy?" Bà lão giơ tay chỉ: "Đến nhà kia kìa." Anh ta không để mẹ đi đến nhà theo dự định, mà chỉ cho bà một nhà khác anh thích hơn. Vậy là bà đến nhà con mình thích, chọn nàng dâu, rồi lựa ngày làm lễ cưới. Rủi thay, lại gặp một nàng dâu không sinh đẻ. Bà mẹ nóng lòng bế cháu, nên vội vã bảo anh con trai: "Con à, con đã bảo mẹ đem về người vợ do con tự chọn, nhưng cô ấy lại chẳng có sinh đẻ được. Gia đình không có con cái sẽ lụng bại đó con, dòng giống sẽ tuyệt tự. Con hãy để cho mẹ kiếm một nàng dâu khác nha con, có được không?" Anh con trai có vẻ không bằng lòng nên lắc đầu: "Xin mẹ đừng nói nữa." Nhưng bà mẹ vẫn nhai đi nhai lại điệp khúc cũ, nên lọt vào tai cô vợ hiếm muộn. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, chắc chắn là con phải vâng lời mẹ thôi. Nếu bà già kiếm được một người dễ sinh nở, thì cô sẽ bị nhà chồng xem thường, coi như đầy tớ, chi bằng chính cô chọn vợ cho chồng. Thế là người đàn bà hiếm muộn đi đến nhà nọ kiếm một cô gái cho chồng. Nhưng vừa hở môi, bà đã gặp sự chống đối của cha mẹ cô gái. Họ hỏi gặng lại bà: "Nè, bà nói cái gì vậy?" Người đàn bà không con trả lời: "Thú thật ông bà thương, tôi chẳng may xấu số không sinh đẻ được, mà gia đình không con sẽ tuyệt tự. Nếu con gái ông bà về nhà tôi mà sinh được con trai, cô ấy sẽ là bà chủ quán xuyến hết tất cả gia sản. Xin ông bà hãy cho tôi cưới cô ấy về cho chồng tôi." Cuối cùng, người đàn bà đã thuyết phục được cha mẹ cô gái và rước cô về nhà. Dù đã làm được theo ý mình, người đàn bà hiếm con vẫn không an tâm, cứ lo sợ đối thủ sinh con sẽ là bà chủ trong nhà. Rồi bà đến nói với đối thủ của mình: "Em nè, hễ mà em có thai á thì em cho chị biết nha." Cô kia ngoan ngoãn trả lời: "Dạ." Và như lời hứa, ngay khi mang thai, cô đến báo cho người vợ cả biết. Hằng ngày, vợ cả thường tự tay nấu cháo cho đối thủ mình ăn. Thế là từ hôm đó, bà bỏ vào cháo một ít thuốc phá thai. Kết quả đối thủ của bà bị sảy thai. Lần thứ hai, người vợ sau cũng lại báo tin cho vợ cả khi mang thai. Vợ cả làm như lần trước, và cô này lại sảy thai nữa. Các bà hàng xóm thấy cô vợ sao ngây thơ, nên vừa thương tình vừa tò mò mới hỏi thăm: "Có phải đối thủ của chị học ngày bến xe của chị không?" Và khi nghe kể lại sự vụ, họ bảo: "Đồ ngốc, sao chị lại dại dột như vậy? Bả sợ chị chiếm ưu thế trong gia đình nên trộn thuốc phá thai vô cho chị ăn đó. Lần sau đừng có nói cho bả biết nữa nghe chưa?" Lần thứ ba, người vợ sau không nói gì cả. Nhưng bà hiếm con thấy bụng người vợ sau ngày càng to liền hỏi: "Sao em có thai mà em muốn nói cho chị biết vậy?" Bà vợ sao thật thà, nghĩ sao nói vậy: "Chính chị mang tôi về đây, vậy mà hai lần rồi chị làm tôi hư thai, tại sao tôi phải nói với chị kia chứ?" Bà không con thất vọng: "Hỏng rồi, thế là ta thua nó." Từ đó bà theo dõi, chờ cơ hội đối thủ thiếu cảnh giác lại ra tay, vì bà vẫn chưa chịu thua. Khi đứa bé trong bụng mẹ đã thành hình, bà cả thừa một dịp nọ trộn thuốc cho bà vợ sao ăn. Nhưng vì hình thể đã đầy đủ nên thai nhi không bị hư mà lại kẹt ngang cổ tử cung. Ngay sau đó bà mẹ đau bụng dữ dội,
và cảm thấy giờ chết đến nơi. Bà la của hắn lên: Mày giết tao, chính mày mang tao về, giờ cũng chính mày giết ba đứa con của tao. Giờ tao sắp chết rồi, kiếp sau tao sẽ thành quỷ già xa ăn thịt lại con của mày. Nguyền rủa rồi bà tắt hơi và lại sanh vào nhà ấy thành một con mèo. Còn ông chồng lúc ấy tóm lấy bà vợ không còn, nạt nộ: Chính mày, mày làm tan nát gia đình tao. Rồi ông dùng cùi chỏ đầu gối đánh đập bà tàn nhẫn. Sau trận đòn, người vợ cả ốm nặng rồi chết, lại cũng sinh vào nhà ấy thành một con gà mái. Như vậy bà vợ sau tái sinh là con mèo, vợ cả là con gà. Khi gà mái đẻ trứng, mèo đến ăn sạch hết. Ba lần như vậy, gà mái cất tiếng: Đã ba lần mày ăn trứng con tao, bây giờ mày còn chân ăn luôn cả tao nữa hả? Kiếp sau tao sẽ ăn thịt mày và con của mày. Nguyền như vậy rồi nó chết và sinh làm con beo cái. Con mèo thì sinh làm con nai cái. Ba lần nai cái sinh con, ba lần beo đến nuốt tươi. Khi sắp chết, nai cái lại nguyền rủa: Ba phen ác thú này nuốt sống con ta, bây giờ nó còn định nhai luôn cả ta nữa. Kiếp sau ta sẽ nhai nuốt nó và con của nó. Rồi nai cái tái sinh làm quỷ dạ xoa và beo chết đi đầu thai thành một cô gái dòng tôn quý ở Xá Vệ. Lớn lên, cô gái lập gia đình, sống bên nhà chồng tại một khu xóm nhỏ gần cổng thành. Một thời gian sau cô có con, quỷ dạ xoa biến thành một người bạn thân đến thăm cô gái và hỏi người nhà: Bạn của tôi đâu? Ở phòng trong đó, cô ấy vừa sinh hạ một đứa bé. Dạ xoa hớn hở hỏi tiếp: Con trai hay là con gái vậy? Tôi muốn thăm chị ấy. Rồi tất tả bước vào trong, giả vờ nhìn ngắm đứa bé và nhanh tay chộp lấy, nhai nuốt xong đi ra. Lần thứ hai, quỷ cũng nuốt tươi con của người vợ trẻ như vậy. Đến lần thứ ba, thấy bụng đã lớn, cô vợ trẻ thủ thỉ với chồng: Anh à, tại đây có một con quỷ dạ xoa đã nuốt chết hai đứa con của chúng ta và trốn thoát. Lần này tôi định trở về nhà để sinh nở, anh thấy có được không? Lúc bấy giờ đến phiên quỷ dạ xoa đi kéo nước. Dạ xoa thay phiên nhau kéo nước từ hồ Anotata đổ lên nguồn, mãn hạn 4 hay 5 tháng chúng được thả về, nếu không bị chết vì kiệt sức. Ngay khi vừa được thả ra, quỷ dạ xoa liền chạy đến gặp người vợ trẻ hỏi: Bạn của tôi đâu rồi? Người trong nhà đáp: Chị không gặp được cô ấy đâu. Có một con quỷ dạ xoa đã ăn thịt những đứa con của cô ấy sinh ra trong nhà này, vì vậy cô ấy về nhà cha mẹ ruột của mình rồi. Quỷ lầm bầm: Dù có chạy đằng trời, nó cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Nôn nóng vì thù hận, dạ xoa tức tốc đi vào thành. Đến ngày lễ đặt tên, bà mẹ tắm rửa và đặt tên cho đứa bé xong, thưa với chồng: Ông à, bây giờ chúng ta hãy trở về nhà đi. Cô vợ ẵm con đi bên cạnh chồng trên con đường băng ngang tỉnh xá. Khi đến hồ nước của tỉnh xá, người vợ trẻ giao con cho chồng và xuống hồ tắm. Cô tắm xong đến phiên chồng và cô ngồi đợi gần đó cho con bú. Ngay lúc ấy quỷ dạ xoa xuất hiện, cô vợ trông thấy nhận ra nó, lập tức la lên: Ông ơi, đến đây mau đi, con quỷ đây nè. Sợ chồng đến không kịp, cô xoay người đâm đầu chạy vào tỉnh xá. Lúc ấy Đức Đạo Sư đang thuyết pháp giữa chúng hội. Người vợ trẻ đặt con xuống dưới chân Phật thưa: Con xin cúng dường ngài đứa trẻ này, xin hãy cứu lấy nó. Quỷ cũng rượt theo tới nơi. Thiên thần Sumana khi đó đang trú tại hốc cửa bên trên cổng tỉnh xá, liền ngăn quỷ dạ xoa lại không cho vào. Đức Đạo Sư bảo trưởng lão A Nan: A Nan, người hãy ra gọi quỷ dạ xoa vào đây. Trưởng lão y lệnh. Người vợ vừa thấy quỷ lo sợ kêu lên thất thanh: Nó đó, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư dạy: Hãy để nó vào, đừng làm ồn. Dạ xoa bước vào, đứng trước Phật. Phật hỏi: Sao ngươi làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, ngươi sẽ ôm ấp mối hận đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ như quạ và cú. Sao ngươi lấy oán trả oán? Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Và Đức Phật đọc pháp cú: Giới hận diệt hận thù,
đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nghe dứt bài kệ, Dạ Xoa liền đắc quả dự lưu. Phật bảo người đàn bà đưa đứa bé cho Dạ Xoa. Người đàn bà vẫn còn sợ, không dám đưa. Nhưng sau khi Phật cho biết là không cần phải đề phòng, bà ta mới dám trao. Dạ Xoa nhận đứa bé trong tay, ôm hôn âu yếm rồi trả lại cho mẹ nó, xong bắt đầu khóc. Nghe Phật hỏi tại sao, Dạ Xoa liền thưa: Thưa Thế Tôn, trước đây con hết sức say sở mà chẳng đủ ăn, giờ con không biết sẽ sống ra sao. Phật an ủi Dạ Xoa rồi quay sang người mẹ, ngài dạy: Hãy cho Dạ Xoa ở trong nhà con và nuôi bằng loại cháo ngon nhất. Người đàn bà vâng lệnh đưa Dạ Xoa về nhà, cho ở trên cây kèo giữa và nuôi bằng loại cháo ngon. Khi đến mùa đập lúa, máy đập giọt lên giọt xuống. Dạ Xoa sợ máy đập vào đầu nên nói với bạn không thể ở đây thêm và xin đi nơi khác. Dạ Xoa lần lượt được cho ở trong chòi, để máy đập lúa, chỗ giếng nước, lò bánh mì, kho phân, đóng tro và cổng làng, nhưng không chịu ở đâu hết, luôn cằn nhằn. Chỗ thì máy đập lúa nâng lên e rằng chẻ đầu ra làm hai, chỗ thì tụi nhóc tiểu bậy, chỗ thì đàn chó nằm dài hoặc bầy trẻ phóng uế, có khi liệng rác, chỗ thì trai làng đến xem bói. Vì thế cô ta đưa Dạ Xoa về một nơi yên tĩnh ngoài làng, mỗi ngày đều mang cháo ngon đến cho ăn. Một hôm Dạ Xoa nói với bạn mình: Năm nay trời sẽ mưa nhiều nên trồng lúa ở nơi khô ráo á. Có khi Dạ Xoa cho biết: Năm nay hạn hán nên trồng lúa ở nơi ẩm thấp thôi. Lúa của người khác bị hư vì lúc úng lúc hạn, nhưng lúa của người đàn bà trẻ thì bội thu. Dân làng ngạc nhiên đến hỏi cô: Này chị, lúa của chị chẳng bị úng, chẳng bị hạn, chị làm mùa dường như biết trước thời tiết, có phải vậy không? Cô ta đáp: Tôi có người bạn là Dạ Xoa, cho tôi biết trước sự việc thay đổi thời tiết, và tôi trồng lúa trên đất cao hay đất thấp, tùy theo sự chỉ dẫn của chị ấy. Các bạn không thấy sao, ngày nào tôi cũng mang cháo ngon và các loại thức ăn đến cho chị ấy. Nếu các bạn làm như tôi thì sẽ được trúng mùa. Dân làng lập tức tôn vinh Dạ Xoa, và từ đó Dạ Xoa chăm sóc mùa màng cho mọi người, nhận được nhiều quà biếu và được nhiều người tôn kính. Dạ Xoa tạo nên thông lệ bữa ăn 8 món, còn được duy trì mãi đến nay. Năm, những vị tỳ kheo hay cãi cọ ở xứ Câu Thâm, Kosambi, và người khác không biết. Đức Phật thuyết bài pháp này cho các tỳ kheo ở Kosambi khi ngài ngụ tại Kỳ Viên. 5a, các tỳ kheo cãi nhau. Tại Kosambi, trong tịnh xá Gosita, có hai tỳ kheo trú ngụ, một vị là luật sư, vị kia là pháp sư. Mỗi vị dẫn đầu 500 tăng. Một hôm, vị pháp sư sau khi tắm xong đã chừa lại một ít nước trong bồn tắm và đi ra. Kế đó, vị luật sư đi vào thấy nước dư. Lúc trở ra ngoài, ông hỏi bạn: Này huynh, có phải huynh đã chừa nước lại không? Vị pháp sư đáp: Vâng, huynh ạ. Nhưng huynh không biết là đã phạm lỗi sao? Thật ra tôi không biết. Này huynh, đó là một lỗi đó. Như vậy tôi sẽ sám hối về lỗi ấy. Dĩ nhiên. Này huynh, nếu huynh không cố ý làm, vô tâm thì không gọi là lỗi. Nghe vị luật sư bảo thế, vị pháp sư yên chí xem như không có lỗi. Ấy thế mà vị luật sư lại nói với học chúng của mình: Vị pháp sư dù đã phạm lỗi vẫn không thấy lỗi. Và nhóm học chúng này khi gặp nhóm học chúng của vị pháp sư liền kháo nhau: Thầy của các anh đã phạm lỗi mà không nhận lỗi nữa. Thầy của các anh đã phạm lỗi mà không nhận lỗi sao? Đúng rồi, thầy của các anh đã phạm lỗi. Đúng rồi. Học chúng của vị pháp sư về kể lại với thầy mình. Vị pháp sư nghe qua liền đáp: Vị luật sư này trước đó đã nói là không lỗi, bây giờ nói có lỗi. Ông ta là người dối trá. Học chúng của hai bên gặp nhau rồi lời qua tiếng lại: Thầy của các huynh là người dối trá. Thầy của các huynh là người dối trá. Đúng rồi đó. Họ tranh cãi nhau, và vị luật sư thừa cơ hội tuyên án tẩn xuất vị pháp sư vì đã không nhận lỗi. Từ đó,
ngay đến những thí chủ cúng dường cho họ cũng chia làm hai phe. Ngay cả những cô ni được họ dạy, cả thiện thần hộ pháp, bạn bè và những người thân tín, chư thiên trên trời, lan đến Phạm Thiên đều như thế. Mọi người, ngay cả những người chưa quy y, cũng chia làm hai phe. Sự tranh cãi lan rộng từ trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Đế Thích. Đến mức độ đó thì có một tỳ kheo tới gần Thế Tôn thưa kể tự sự. Những người tuyên án tận xuất thì giữ quan điểm rằng pháp sư bị tận xuất là đúng luật. Ngược lại, những người bên vực thì cho rằng trái luật và tụ hợp lại để ủng hộ pháp sư, mặc dù những người tuyên bố tận xuất cấm họ làm như vậy. Đã hai lần Thế Tôn nhắn hai bên tỳ kheo hãy đoàn kết và đều nhận được câu trả lời. Bạch Thế Tôn, họ không chịu đoàn kết. Lần thứ ba, Thế Tôn bảo, tăng đoàn đã bị chia rẽ. Nói xong, Phật đến chỗ các tỳ kheo và chỉ cho nhóm vị tỳ kheo luận sư, người tuyên bố tận xuất sự sai lầm trong quyết định ấy, và đối với nhóm vị tỳ kheo pháp sư, người không nhận lỗi, Ngài cũng chỉ sự sai lầm trong hành động ấy. Một lần nữa, Phật bắt các tỳ kheo kiết trai và khiến họ hành sám ngay tại chỗ, trong khu vực giới hạn. Ngài đặt luật cho các tỳ kheo, nếu gây gỗ trong phòng ăn hoặc các nơi khác, họ bắt buộc phải ngồi chỗ riêng biệt trong trai đường. Nhưng các tỳ kheo vẫn không ngừng gây nhau. Đức Phật lại đi đến nơi và khuyên rằng, đủ rồi, các tỳ kheo, đừng gây gỗ nữa. Gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi, mọi thứ này đều nguy hại. Bởi lẽ vì tranh cãi, một con chim bé bỏng cũng làm một con voi quý phải chết. Và Đức Phật kể chuyện bổn sanh con chim nhỏ. Ngài dạy tiếp, các tỳ kheo, hãy đoàn kết, hãy dừng tranh cãi, vì sự tranh cãi mà hàng ngàn con chim nhỏ đã mất mạng. Và Ngài kể chuyện bổn sanh những con chim. Nhưng dù vậy, họ vẫn không nghe lời Phật, và một ngoại đạo muốn Phật bớt vì nhiễu, thưa rằng, bạch Ngài, Đấng Thế Tôn, Đấng Pháp Vương, hãy ở nhà. Đấng Thế Tôn, Ngài hãy sống một đời vô sự và tự tại ở cõi này. Chúng con có gây gỗ, đấu tranh, tranh chấp, tranh cãi nhau mới làm sáng tỏ ai phải ai trái. Liền đó, Đức Phật kể chuyện bổn sanh như sau. Có một lần, này các tỳ kheo, Phạm Ma Đạt trị vì Ba La Nại là vua xứ Ca Si. Phạm Ma Đạt gây chiến với vua Digati Kosala, đánh chiếm vương quốc và giết vua khi đang cải trang. Con trai của Digati là hoàng tử Digaju. Mặc dù biết rằng Phạm Ma Đạt là kẻ giết cha mình, vẫn tha mạng kẻ thù. Do đó họ sống hòa bình với nhau. Và Ngài huấn thị các tỳ kheo, này các tỳ kheo, lòng kiên nhẫn và tư cách phong nhã của những ông vua hay sử dụng dao gậy cao đẹp thế đó. Tỳ kheo, các ông là những kẻ xuất gia, được giáo huấn bằng pháp và luật chu đáo như thế, phải làm sao chiếu sáng thế gian hơn với lòng kiên nhẫn và tư cách cao nhã của các ông chứ? Dù đã được khuyên nhủ như thế, các tỳ kheo vẫn không đoàn kết theo lời Phật, không vui vì phải sống trong cảnh ồn náo, không thoải mái vì bị quấy rầy. Hơn nữa các tỳ kheo này không đếm xỉa đến lời Phật dạy, nên Thế Tôn quyết định sống độc cư, tránh xa đám người trộn rộn. Sau khi đi khất thực ở Câu Thâm, không từ giả tăng đoàn, Đức Phật đáp y, ôm bát, một mình đi đến Ba La Kha, chỗ bán muối. Tại đây, Ngài thuyết pháp cho trưởng lão Bagu về đời sống độc cư. Rồi Ngài đến Đông Trúc Lộc Giả và thuyết pháp cho ba chàng trai gia thế về hạnh phúc an lành của sự hòa hợp. Và từ đó, Ngài đến Parilayaka. Ở đó, dưới gốc cây Sala đẹp đẽ trong rừng bảo hộ, Đức Thế Tôn đã trải qua một mùa an vui, có voi Parilayaka phục vụ. Khi nhóm cư sĩ ở Câu Thâm đến tịnh xá và không gặp Đấng Đạo Sư, họ hỏi các tỳ kheo, thưa chư tôn giả, Đấng Đạo Sư đi đâu?
Các tỳ kheo đáp: Vào rừng Barilayaka. Vào rừng Barilayaka. Đúng vậy. Vậy vào rừng Barilayaka. Tại sao vậy? Ngài cố gắng hòa hợp chúng tôi, nhưng chúng tôi không có hòa hợp được. Chúng tôi không hòa hợp được. Ngài Chư Tôn giả, có phải các vị sau khi được chấp nhận là tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của đạo sư lại cãi lời Ngài lúc Ngài yêu cầu các vị hòa hợp? Đúng thế, đạo hữu. Rồi có người nói tiếp: Những vị tỳ kheo này sau khi được thu nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của đạo sư lại không muốn hàn gắn những rạn nứt theo lời yêu cầu của Ngài. Đây hoàn toàn do lỗi của họ mà chúng ta không được gặp Phật. Đối với những tỳ kheo này, chúng ta nhất quyết sẽ không mời ngồi và cũng không bao giờ kính lễ hoặc cúng dường nữa. Đúng rồi. Và từ đó họ không thèm cung kính các tỳ kheo nữa. Hậu quả là các tỳ kheo bị thiếu vật thực và gần chết đói. Nên chỉ sau vài ngày, các tỳ kheo đã biết phục thiện. Rồi họ sám hối nhau xin được tha thứ. Họ bảo các cư sĩ: Đạo hữu, chúng tôi đã hòa hợp, xin đối với chúng tôi như xưa. Đúng thế, chúng tôi đã hòa hợp, xin hãy đối với chúng tôi như xưa. Thưa Chư Tôn giả, các vị xin sám hối với Đức Thế Tôn chưa? Chưa, đạo hữu. Vậy thì xin hãy sám hối Thế Tôn, và ngay khi được Phật tha lỗi, chúng ta sẽ trở lại với các vị như trước. Nhưng vì đang giữa mùa an cư, các tỳ kheo không thể đến gặp Phật, và họ kiết hạ trong sự thiếu thốn. Trong khi Phật thì an vui, được voi hầu hạ. Con voi này là voi đầu đàn đã rời bầy và vào rừng với lý do độc nhất là muốn được an vui. Nó nói: Tôi sống ở đây bị voi cái, voi con, voi trẻ làm phiền nhiễu. Đầu ngọn cỏ tôi thường ăn bị chúng nhai nát. Chúng ăn hết nhánh cây này đến nhánh cây nọ. Khi tôi vừa bẻ xuống, chúng quấy đục nước tôi uống. Khi tôi xuống nước và lên bờ, voi cái đến cọ sát vào thân tôi. Có lẽ tôi nên rời đàn và sống một mình. 5B. Đức Phật, voi và khỉ. Rồi con voi đầu đàn bỏ bầy, đến gần Barilayaka, vào rừng bảo hộ, dưới gốc cây sa la đẹp đẽ, ngay nơi Thế Tôn ngụ, thân cận với Ngài. Đến trước Thế Tôn, nó đảnh lễ Ngài, rồi nhìn quanh quất tìm chổi. Không thấy chổi, nó bèn đạp cây sa la phía dưới và dùng dòi quật phía trên cho ngã xuống, rồi lấy một nhánh cây quét đất. Sau đó, nó lấy dòi quấn bình nước mang đi lấy nước, và khi cần đến nước nóng, nó nấu nước nóng. Sao có thể được chứ? Đầu tiên, nó dùng dòi kéo dùi lửa cho bật lửa ra và nhen củi chà vào. Nó nhóm lửa như thế và nung những hòn đá nhỏ, rồi dùng một cây gậy lăn vào một lõm đá có nước. Xong nó hạ dòi, xem nước đủ nóng chưa, rồi đến cúi đầu trước Phật. Thấy dòi đến, Đức Phật hỏi: Nước nóng chưa, Barilayaka? Và Phật đến đó tắm. Sau đó dòi dâng Phật những loại trái cây rừng. Đến giờ Phật vào làng khất thực, dòi lấy y bát của Phật đặt lên đỉnh đầu và đi theo Ngài. Đến gian làng, Phật bảo dòi đưa trả y bát. Barilayaka, chú không đi xa hơn được, hãy giao y bát cho ta. Phật vào làng và dòi đứng đó đợi Ngài trở lại, tiến tới đón Ngài, để y bát lên đầu như lúc trước và đem về chỗ Phật ngụ, hầu hạ Ngài như thường lệ, rượt quạt hầu Phật với một nhánh cây. Ban đêm, để ngừa thú dữ, nó dùng dòi nắm một cây gậy lớn, tự nhủ: Ta sẽ bảo hộ Phật. Và đi tới lui trong khu rừng cho tới khi mặt trời mọc. Từ đó, khu rừng được gọi là rừng bảo hộ. Buổi sáng mặt trời lên, dòi lấy nước cho Phật rửa mặt và theo cách như đã nói trên, nó làm tròn mọi bổn phận khác. Bây giờ, một con khỉ thấy cử chỉ và hành động mỗi ngày của dòi, làm những bổn phận nhỏ nhặt hầu Phật, bèn phát tâm sẽ làm giống như vậy. Một hôm trong lúc chạy nhảy, tình cờ nó gặp một tổ mật trên cây không có ông. Nó bẻ cành cây xuống, cầm tổ mật còn nguyên trên cành cây, hái một lá chuối, đặt tổ ông trên lá và mang dâng Phật. Đức Phật nhận lấy, khỉ trố mắt xem Phật có dùng không, và ngạc nhiên thấy Phật không ăn. Khỉ thắc mắc không biết có chuyện gì đây, bèn lật qua lật lại tổ ông, vừa xem xét cẩn thận và khám phá có vài trứng sâu.
nhẹ nhàng lấy trứng sâu ra, khỉ lại dâng tổ mật lên Phật, và ngài hoan hỷ độ. Khỉ vui sướng chuyển từ cành này sang cành khác và nhảy nhót hân hoan vô kể. Nhưng đâu ngờ những nhánh cây khỉ vừa nắm và đạp lên bỗng gãy lìa. Khỉ rơi xuống một cọc cây, bị đâm xuyên người và chết tức khắc. Vì đặt niềm tin trọn vẹn vào Phật, nó được tái sinh vào cõi trời 33 trong một cung điện bằng vàng cao 30 dặm với một đoàn gồm 1.000 thiên nữ hầu cận. Cả vùng Diêm Phù Đề đều biết rằng Đức Phật đang ngủ trong rừng bảo hộ được do đầu đàn phụng sự. Từ thành Xá Vệ, ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư, một tín nữ lỗi lạc, cùng một số nhân vật tiếng tăm khác đã gửi lời thỉnh cầu đến ngài A Nan, xin được đặc ân gặp Đức Thế Tôn. 500 tỳ kheo ngủ ở ngoài thành mãn mùa an cư cũng thỉnh cầu được nghe pháp từ kim khẩu Thế Tôn lâu nay vắng tiếng. Trưởng lão A Nan bèn hướng dẫn các tỳ kheo đến rừng bảo hộ. Với đức tính chu đáo của một thị giả, ngài không dám đến gặp Phật với đám đông tỳ kheo vì biết Như Lai đã độc cư suốt 3 tháng. Vì thế ngài để các tỳ kheo chờ bên ngoài và một mình đi đến gặp Phật. Khi voi Parilayaka thấy trưởng lão, nó quấn gậy xông tới. Đức Phật quay nhìn và bảo voi: "Trở lại Parilayaka, đừng rượt ông ta, đó là thị giả của Như Lai." Voi lập tức ném gậy đi và thỉnh trưởng lão đưa y bát. Trưởng lão từ chối. Voi thầm nghĩ, nếu ông ta biết luật sẽ không đặt pháp cụ của mình trên tảng đá Phật thường ngồi. Voi đã quá lo xa vì trưởng lão A Nan đã đặt y bát trên đất. Những người biết luật không bao giờ đặt pháp cụ cá nhân lên chỗ ngồi hoặc giường của bậc tôn túc. Rồi trưởng lão đảnh lễ Phật, ngồi xuống một bên. Phật hỏi: "Ông đến một mình thôi sao?" "Bạch Thế Tôn, con đến đây với 500 tỳ kheo." "Họ ở đâu?" "Con chưa hiểu ý Phật thế nào, nên để họ đứng ngoài và vào đây một mình." "Bảo họ vào." Trưởng lão y lời. Đức Phật đáp lại lời chào hỏi của các tỳ kheo một cách thân tình. Các tỳ kheo thưa: "Bạch Thế Tôn, ngài là một vị Phật quý phái, một ông hoàng mảnh mai, chắc ngài đã chịu đựng nhiều gian khổ đứng và ngồi ở đây một mình suốt 3 tháng trời." "Dĩ nhiên không có ai hầu Phật những việc chánh và phụ, không có ai dâng nước rửa mặt hay làm mọi việc khác cho ngài." Đức Phật trả lời: "Này các tỳ kheo, voi Parilayaka đã làm hết những việc ấy cho ta. Nếu ai có được bạn đồng hành như nó thì cuộc sống độc cư tốt đẹp, nếu như không có được thì cuộc sống độc cư vẫn tốt đẹp hơn." Nói xong, Thế Tôn đọc 3 câu pháp cú sau trong phẩm voi: "Nếu được bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, hoan hỷ sống chánh niệm. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc, như voi sống rừng voi, tốt hơn sống một mình. Không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi." Ngay khi Thế Tôn kết thúc bài kệ, 500 tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Trưởng lão A Nan bèn đưa lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc và những người khác: "Bạch Phật, 50 triệu thánh đệ tử do Cấp Cô Độc dẫn đầu mong mỏi Phật trở về." Phật chuẩn y: "Tốt lắm, hãy mang y bát." Và Phật đi ra khỏi rừng. Voi thấy thế liền đến và đứng kéo chân giữa đường. Các tỳ kheo thấy lạ nên hỏi, và được Phật đáp: "Này các tỳ kheo, nó muốn cúng dường các ông. Lâu nay nó đã phục vụ ta, không nên làm tổn thương tình cảm của nó. Hãy trở lại các tỳ kheo." Phật và các tỳ kheo trở lại, do vào rừng hái lượm chuối và những trái cây khác gom lại, và ngày hôm sau dâng lên các tỳ kheo. 500 tỳ kheo không thể nào dùng hết. Thọ thực xong, Đức Phật ôm y bát đi ra khỏi rừng. Do lại xen vào giữa các tỳ kheo và đứng kéo chân trước Phật. Các tỳ kheo không thể đoán được ý nghĩa, liền hỏi Phật và được trả lời:
các tỳ kheo, sau khi chào từ giã các ông, nó muốn ta trở lại và hướng về voi Phật bảo: Này Barilayaka, ta sẽ đi bây giờ, không trở lại nữa. Trong kiếp này, người không có hy vọng vào được các tầng thiền, hay đạt đến trí tuệ, hay chứng thánh quả. Hãy dừng lại. Voi nghe Thế Tôn nói liền rút voi vào miệng, từ từ lùi ra sau, vừa đi vừa khóc. Đức Thế Tôn tiếp tục đi. Đến dân làng, Ngài dừng lại bảo voi: Barilayaka, đi xa hơn nữa, người sẽ không được an thân. Dân cư rất nguy hiểm cho ngươi, hãy dừng lại. Voi dừng lại nơi đó và khóc. Đức Phật bước đi, và khi vừa khuất tầm mắt, voi dở tim và chết. Vì đặt hết niềm tin vào Như Lai, voi được tái sinh vào cõi trời 33. Trong một cung điện bằng vàng lớn 30 dặm, có ngàn thiên nữ hầu cận. Voi tên là trời Barilayaka. Dọc đường Phật ghé vào kỳ viên, các tỳ kheo xứ Câu Thâm nghe Phật về xá vệ liền đến sám hối. Vua Kosala nghe tin cũng đến chỗ Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, con sẽ không cho các tỳ kheo này vào nước con. Phật huyên ngăn vua: Đại vương, những tỳ kheo này là người tốt, chỉ vì họ tranh cãi lẫn nhau nên không vâng lời ta. Giờ đây họ đến để sám hối, hãy cho họ vào, đại vương. Ông Cấp Cô Độc cũng bạch với Phật là không cho các tỳ kheo xứ Câu Thâm vào tịnh xá, nhưng Phật không đồng ý và ông ta đành im lặng. Bây giờ các tỳ kheo ấy đến xá vệ. Thế Tôn ra lệnh chuẩn bị chỗ ở riêng biệt cho họ. Những tỳ kheo khác không đứng hay ngồi chung với họ, lần lượt từng người đến hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, những tỳ kheo xứ Câu Thâm hay tranh cãi đang ở đâu? Thế Tôn chỉ họ và nói: Họ đó, họ đó. Những tỳ kheo từng người chỉ về phía họ và bàn tán với nhau đến nỗi họ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Rồi họ gieo mình dưới chân Phật xin sám hối. Phật dạy: Này các tỳ kheo, tội lỗi mà các ông đã phạm nặng nề biết bao. Sau khi được nhận làm tỳ kheo dưới sự lãnh đạo của một vị Phật, lại cãi lời, mặc dù ta đã cố khuyên giải đủ điều. Ngay cả bậc trí giả vẫn nghe kỹ lời dạy bảo của cha mẹ trước khi chết, họ không dám cãi lời khi cha mẹ từ giã cuộc đời. Và sau đó họ được giao quyền lãnh đạo cả hai vương quốc. Rồi Đức Phật lặp lại chuyện bổn sanh Kosambika một lần nữa và kết luận: Này các tỳ kheo, hoàng tử Digaju, ngay khi cha mẹ mất mạng, ông vẫn không dám cãi lời dạy bảo. Sau đó ông cưới con gái của vua Phạm Ma Đạt, rồi trị vì cả hai vương quốc Kasi và Kosala. Còn các ông, vì không vâng lời ta nên đã phạm lỗi nặng. Và Đức Phật nói câu pháp cú: Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Nghe xong pháp cú này, các tỳ kheo ở đó liền đắc quả dự lưu. Sáu, Kala Anh và Kala Em. Ai sống nhìn tịnh tướng. Câu pháp cú này được Đức Phật nói khi ngụ gần thành phố Setaya, dành cho Kala Em và Kala Anh, tức tiểu hắc Kulakala và đại hắc Mahakala. Tiểu hắc trung hắc Marihimakala và đại hắc là ba gia chủ anh em sống ở Setaya. Tiểu hắc và đại hắc tức người em út và người anh cả thường đi qua xứ khác với một đoàn 500 xe bò chở đầy đồ gia dụng để bán, còn trung hắc thì ở nhà bán hàng hóa do họ mang về. Có một dịp hai anh em mang đủ loại hàng hóa trên 500 xe bò rời khỏi xá vệ. Giữa đường xá vệ và kỳ viên, họ dừng lại tháo yên cương các xe. Chiều xuống, đại hắc thấy các Phật tử ở xá vệ cầm hoa hương lũ lượt đi về hướng tịnh xá.
Ông tò mò bèn chận một người lại để hỏi thăm. Được biết họ đi nghe pháp, ông cũng đồng tình muốn đi. Dặn dò cậu em để ý coi chừng đoàn xe, ông ra đi. Đến tịnh xá, ông đảnh lễ Như Lai rồi ngồi xuống bên dòng ngoài hội chúng. Hôm ấy Phật thuyết nhiều bài pháp tuần tự theo căn cơ của Đại Hắc. Ngài nhấn mạnh về khổ uẩn với những kinh nói về tội lỗi, sự điên đảo cùng sự nguy hiểm của dục lạc. Đại Hắc nghe pháp xong trong lòng băn khoăn. Ai cũng phải rời bỏ mọi vật sở hữu khi qua đời. Sang bên kia thế giới sẽ không có tài sản hay thân quyến nào đi theo được. Vậy tại sao ta lại sống đời thế tục? Và ông phát tâm xuất gia. Ông xin Phật gia nhập tăng đoàn. Phật hỏi: Ông có còn thân quyến phải xin phép không? Con có một đứa em, Bạch Thế Tôn. Hãy hỏi ý hắn. Vâng, Bạch Thế Tôn. Rồi Đại Hắc đến gặp Tiểu Hắc, bảo em hãy nhận hết tài sản. Tiểu Hắc ngạc nhiên không hiểu tại sao, và khi biết được ý định xuất gia theo Phật của anh, không tránh khỏi bàng hoàng. Ông tìm đủ cách thuyết phục anh từ bỏ ý định xuất gia, nhưng vô hiệu. Cuối cùng Tiểu Hắc đành tùy thuận. Đại Hắc ra đi theo Phật và trở thành tỳ kheo. Và thật lạ lùng, Tiểu Hắc cũng xuất gia theo anh, nhưng với một ý định khác hẳn, tức là chỉ đi tu một thời gian rồi sẽ hoàn tục, và lúc đó sẽ kéo ông anh theo. Ít lâu sau, mãn hạn tập sự, Đại Hắc đến chỗ Phật thưa thỉnh: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu bổn phận tu tập trong giáo pháp? Đức Phật cho biết là có hai: pháp học và pháp thiền. Đại Hắc thưa tiếp: Bạch Thế Tôn, con xuất gia khi đã lớn tuổi, con không thể làm tròn pháp học, nhưng con có thể dân giữ pháp thiền. Và ông được Phật chỉ dạy chuyên tu hành thanh tịnh bằng cách đến bãi thiêu để tu, nhắm đến quả vị A-la-hán. Cuối thời thiền quán đầu hôm, khi mọi người đều ngủ, ông đến bãi thiêu xác. Hừng đông, khi chưa ai thức dậy, ông trở về tịnh xá. Bây giờ, người giữ bãi thiêu là một phụ nữ tên là Kali, có trách nhiệm quả thiêu xác chết. Thấy trưởng lão này cứ đứng lên, ngồi xuống và bước quanh, bà không khỏi thắc mắc và muốn tìm cho ra xem người đó là ai. Nhưng bà không biết được gì về trưởng lão, nên một đêm bà thắp đèn trong chòi ở bãi thiêu cùng con trai con gái núp vào một góc rình xem. Khi thấy trưởng lão đến, bà tới gần đảnh lễ hỏi: Thưa tôn giả, bậc tỳ kheo tôn quý lại ở đây hay sao? Đúng vậy bà chị. Thưa tôn giả, ai đến ở bãi thiêu này cần phải chấp hành một số điều lệ. Thay vì nói: Chị nghĩ rằng tôi phải dâng theo điều lệ của chị sao? Trưởng lão lại nói: Tôi phải làm gì, đạo hữu? Thưa tôn giả, người đến ở bãi thiêu bắt buộc phải thông báo trước cho người giữ bãi, với trưởng lão thượng thủ của tịnh xá và với thôn trưởng. Sao vậy? Những tên trộm khi bị chủ nhân truy nã thường chạy trốn vào bãi thiêu và bỏ tàn vật lại đây, rồi chủ nhân mất của đến đe dọa và gây hại cho người cư ngụ nơi này. Nhưng nếu mà nhà cầm quyền được báo tin một cách chính đáng thì sẽ tránh khỏi phiền phức bằng cách xác nhận vị tỳ kheo tôn quý đã cư ngụ ở đây một thời gian. Ông ta không phải là kẻ trộm, vì vậy ngài bắt buộc phải cho nhà cầm quyền biết ý định của ngài. Đại Hắc hỏi tiếp: Tôi còn phải làm gì nữa? Thưa tôn giả, khi nào ngài còn ở trong bãi thiêu thì ngài phải kiêng ăn cá, thịt, mè, bột, dầu và mật. Ngài không được ngủ ngày, không được hôn trầm. Ngài phải sống tinh tấn cao độ, sử dụng hết năng lực ý chí, tránh nói hai lưỡi dối trá. Chiều tối khi mọi người đã ngủ, ngài phải rời tịnh xá đến đây. Hừng đông, trước khi mọi người thức dậy, ngài phải trở về. Thưa tôn giả, trường hợp ngài ngủ trong bãi thiêu này và đạt được cứu cánh đạo quả, và nếu có người mang xác chết đến dứt đi, tôi sẽ đặt xác trên giàn quả và cúng lễ như thường lệ với hương hoa, làm đúng theo nghi thức thiêu xác. Nhưng nếu mà ngài không đạt đạo, tôi sẽ châm lửa trên giàn quả, kéo xác chết với một cây cọc để ở ngoài giàn quả, chặt từng khúc bằng rìu rồi ném vào lửa thiêu hết. Tốt lắm bà chị. Nhưng trường hợp chị thấy một tử thi có thể làm đề mục thích hợp cho tôi thiền quán về sắc tướng,
xin mở lòng tốt cho tôi biết. Dân, tôi xin hứa. Theo đúng ý nguyện, trưởng lão Đại Hắc thiền quán trong bãi thiêu, còn trưởng lão Tiểu Hắc thì bận rộn lăng xăng vì luôn luôn nghĩ đến đời sống gia đình, nhớ con nhớ vợ, cứ nghĩ là anh mình đã dấn thân vào một việc làm hết sức khó khăn. Bây giờ có một phụ nữ trẻ, con nhà thế gia vọng tộc, bị bệnh và chết vào chiều hôm ấy, nhan sắc còn mặn mà. Thân quyến và bạn bè đưa xác cô vào bãi thiêu với củi, dầu và những món cần thiết khác. Họ nói với người giữ bãi thiêu hãy thiêu xác này. Rồi họ thanh toán giá cả, giao tử thi và ra về. Người giữ bãi cởi y phục cô gái, chú ý đến thân thể đẹp đẽ vàng chói, chợt nghĩ thân này thích hợp làm đề mục thiền quán cho tôn giả. Rồi bà đến chỗ trưởng lão thưa cho biết và thỉnh ngài đến. Trưởng lão đến nơi, yêu cầu bỏ áo che thân tử thi và đứng quan sát từ chân tơ kẻ tóc. Ngài dặn bà giữ bãi hãy ném tấm thân vàng chói đẹp đẽ này vào lửa, và khi ngọn lửa cháy bén cho ngài hay. Xong, ngài về chỗ riêng của mình và ngồi xuống. Người gác làm theo lời dặn rồi đến báo. Trưởng lão đến lò thiêu và quan sát tử thi. Chỗ thịt bị lửa táp, da của cô gái giống da con bò dằn dện. Bàn chân lòi ra và thòng xuống, bàn tay co quắp, trán bị lột da. Trưởng lão nghĩ thầm: ai nhìn thấy thân này bây giờ mà không bỏ hết những lời tán tụng? Một thi thể đã thối rữa, đã hoại diệt. Và ngài về chỗ riêng của mình ngồi xuống, nhận thức rõ ràng về hoại và diệt. Các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đọc pháp cú này xong, Đại Hắc khai mở minh sát tuệ và đắc quả A-la-hán cùng các thần thông. Khi trưởng lão Đại Hắc đắc quả A-la-hán, đấng đạo sư đang du hành với chúng tỳ kheo vây quanh. Ngài đến Setaya và vào rừng Simsapa. Những bà vợ của Tiểu Hắc nghe tin Đức Phật đã đến đều mưu toan giành lại chồng mình. Họ sai người đi thỉnh Phật. Trong khi chờ đợi Phật đến, theo lệ thường, họ phải sửa soạn chỗ ngồi không hạn chế. Và để đảm bảo sự sắp xếp được chu đáo, một tỳ kheo được phái đến trước, chuẩn bị Phật tòa đặt ở giữa. Bên phải là chỗ ngồi của trưởng lão Xá Lợi Phất, bên trái là trưởng lão Mục Kiền Liên, và kế đó ở hai bên phải xếp đặt chỗ cho chúng tỳ kheo. Do đó trưởng lão Đại Hắc là người có trách nhiệm giữ y bát của chúng tăng, gọi Tiểu Hắc lại bảo: ông hãy đến trước và điều khiển việc xếp chỗ ngồi. Ngay từ lúc gặp lại Tiểu Hắc, các phu nhân giễu cợt ông. Họ đặt những tòa thấp ở phía đầu cho chúng trưởng lão ngồi và tòa cao cho các tân tỳ kheo ngồi. Tiểu Hắc dặn họ sửa đổi lại: đừng có đặt như thế, đừng để tòa thấp ở trên và tòa cao ở dưới. Nhưng mấy bà không muốn nghe lời ông, họ còn hùng hổ: ông đi tới đi lui làm gì ở đây vậy? Ông lấy quyền gì ra lệnh xếp chỗ chứ? Ông đã bỏ ai đi tu, ai xuất gia cho ông? Ông đến đây để làm cái gì? Nhạo báng ông hết lời rồi, họ xếp toạc y thượng và hạ của ông, khoác bộ đồ trắng thế tục vào, đặt một vòng hoa lên đầu và đẩy ông ra ngoài, tặng thêm một câu: hãy đi mà tìm Phật, để chúng tôi sẽ xếp đặt chỗ ngồi. Vào thời đó, những người mới thọ tỳ kheo trong thời gian ngắn chưa từng an cư kiết hạ. Nếu hoàn tục thì không có gì phải xấu hổ. Do đó Tiểu Hắc không phiền hà gì về y phục của mình. Ông đến đảnh lễ Phật và thỉnh Phật cùng tăng đoàn của Phật xong về nhà. Khi Đức Phật và chư tăng thọ trai xong, các bà vợ của Đại Hắc thấy vậy cũng toan tính giành lại chồng. Thế là họ lại thỉnh Đức Phật vào ngày sau. Nhưng lần này một tỳ kheo lạ được phái đến sắp xếp chỗ ngồi. Và như thế các bà vợ của Đại Hắc mất cơ hội gây phiền toái cho ngài. Dọn xong chỗ ngồi cho chúng tăng, các bà dâng thực phẩm. Những vị tăng muốn thọ thực ngồi xuống và độ ngọ, những vị tăng muốn ra ngoài đứng lên và đi ra. Đức Phật ngồi xuống và thọ thực. Đợi ngài thọ thực xong, các bà vợ liền thưa: bạch Thế Tôn, ngài Đại Hắc sẽ hồi hướng công đức rồi trở về sau, thỉnh Thế Tôn về trước ha. Phật chuẩn y: tốt lắm. Phật về đến cổng làng, chúng tăng bất bình nói với nhau: trời ơi, hành động của đạo sư quả là khó ổn,
không biết ngài có để ý hay không nữa. Hôm qua đó, Tiểu Hắc đến trước để sắp chỗ, thì đành chấm dứt đời sống phạm hạnh. Còn hôm nay á, một vị tăng khác được phái đến thì không việc gì xảy ra. Ồ. Nhưng Đức Phật vẫn để Đại Hắc ở lại và tiếp tục lên đường. Các tỳ kheo lại bàn tán. Tỳ kheo Đại Hắc đức hạnh và cao thượng, không biết những bà vợ có khiến ngài chấm dứt đời sống phạm hạnh. Nghe xôn xao, Đức Phật dừng lại và hỏi họ: các ông đang bàn gì thế? Họ kể lại, ngài bảo: nhưng này các tỳ kheo, các ông không nghĩ là Đại Hắc giống Tiểu Hắc chứ? Vâng, bạch Thế Tôn, Tiểu Hắc có hai vợ, nhưng Đại Hắc có tới tám. Nếu bị tám bà này vây quanh và bắt lấy thì không biết ngài sẽ xoay sở ra sao, thưa Thế Tôn. Các tỳ kheo, đừng nói thế. Tiểu Hắc sống bận rộn và lăng xăng, để tâm tham đắm trong những thú vui. Còn Đại Hắc con của ta trái hẳn, không chạy theo dục lạc, không lay động như ngọn núi đá. Rồi Phật nói pháp cú sao: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, biến nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Các bà vợ cũ của Đại Hắc vây quanh tôn giả, hè nhau kể lễ: ai đã cho phép ông đi tu? Bây giờ ông có chịu trở lại làm gia chủ hay không? Nói xong và mạnh bạo hơn lần trước, các bà tìm cách lột y vàng của ngài. Nhưng tôn giả đã đoán trước, dùng thần thông bay xuyên qua nóc nhà, rồi bay đến chỗ Phật hạ xuống đất ngay lúc Thế Tôn kết thúc pháp cú. Tôn giả ca ngợi kim thân Phật và đảnh lễ dưới chân ngài. Bảy, Đề Bà Đạt Đa đắp y không tương xứng, tâm chưa rời uế trược. Lời dạy này được thuyết khi Phật ngộ tại Kỳ Viên, dành cho bữa lễ thọ y vàng của Đề Bà Đạt Đa tại Dương Xá. Vào dịp hai đại đệ tử Phật, mỗi người dẫn đầu 500 tỳ kheo, từ biệt Phật, đi từ Kỳ Viên đến Dương Xá. Dân Dương Xá nhóm từ 2-3 người hoặc đông hơn, cúng dường theo nghi thức dân cúng cho khách tăng. Một hôm, tôn giả Xá Lợi Phất trong phần hồi hướng công đức nói: này các cư sĩ, có người chính mình bố thí nhưng không dạy người khác bố thí. Người ấy được phước báo giàu có nhiều đời liên tiếp nhưng không có phước báo về thân bằng quyến thuộc. Một người khác dạy láng giềng mình bố thí nhưng chính mình thì không. Người ấy có phước báo về thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhưng không có phước báo về tài sản. Người khác tự mình không cho cũng không dạy người khác bố thí. Trong nhiều đời liên tiếp, người ấy không có cơm cháo no bụng mà còn bị cô quạnh và thiếu thốn. Lại nữa, một người vừa tự mình bố thí và dạy người khác bố thí, người đó nhiều đời liên tiếp, trong trăm đời ngàn đời, trong trăm ngàn đời, vừa được phước báo về tài sản, vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc. Tôn giả Xá Lợi Phất đã thuyết pháp như thế. Một trí giả nghe xong tự nghĩ: bài thuyết pháp này thật kỳ diệu, giải thích ý nghĩa của hạnh phúc. Ta phải tạo công đức đối với hai giác giả này. Rồi ông ta mời trưởng lão đến thọ thực. Ông thưa: bạch tôn giả, xin ngài cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai. Cư sĩ, ông mời bao nhiêu tỳ kheo? Đoàn tùy tùng của ngài gồm bao nhiêu tỳ kheo, thưa tôn giả? 1000 tỳ kheo, cư sĩ ạ. Xin dẫn theo toàn thể tỳ kheo của ngài vào ngày mai và cho tôi được phụng sự cúng dường vào ngày mai. Tôn giả nhận lời. Rồi cư sĩ đi khắp đường phố, khuyên những người khác cúng dường: các ông các bà, tôi đã thỉnh 1000 vị tỳ kheo. Quý vị có thể dâng vật thực cho bao nhiêu tỳ kheo? Quý vị có khả năng bao nhiêu? Dân cư hứa dâng vật thực, mỗi người tùy phương tiện của mình. Họ nói: Chúng tôi sẽ dâng cho 10 vị. Chúng tôi sẽ dâng cho 20 vị. Chúng tôi sẽ dâng cho 100 vị. Cư sĩ hướng dẫn họ đem vật thực đến một nơi và bảo: chúng ta hãy gom thực vật lại một chỗ và nấu nướng chung. Tất cả các ông bà hãy mang đến mè, gạo, bơ,
sữa lỏng, mật và những loại khác. Bây giờ một gia chủ dâng một bộ y vàng ướp hương đáng giá 100.000 đồng tiền, nói: Nếu những vật thật cúng dường góp lại mà không đủ, hãy bán bộ y này lấy tiền bù cho chỗ thiếu. Nếu vật thật đã đủ, các ông bà có thể cúng bộ y này cho bất cứ vị tỳ kheo nào mà quý vị đồng ý. Vật thật góp lại đầy đủ theo ý của gia chủ, không còn thiếu gì nữa. Do đó, cư sĩ nói với những người đàn ông: Này quý ông, lá y vàng này do một gia chủ cúng, vì mục đích như đã kể, nay dư thừa, vậy chúng ta nên dâng cho ai? Vài người nói: Chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão Xá Lợi Phất. Đúng vậy, chúng ta nên dâng cho trưởng lão Xá Lợi Phất. Người khác lại bảo: Trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ tới lui khi mùa xong lúa chín, còn Đề Bà Đạt Đa đến với chúng ta thường xuyên, ngày mùa cũng như ngày thường, và lúc nào cũng sẵn sàng như một cái bình đựng nước. Chúng ta hãy dâng cúng cho ngài. Sau một hồi lâu bàn cãi, phe đa số hơn được 4 người đã quyết định dâng y cho Đề Bà Đạt Đa. Rồi họ dâng cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cắt y ra làm hai, may, nhuộm, để một phần làm thượng y và phần kia làm hạ y, rồi mặc y vào khi đi ra. Dân chúng lại bàn tán khi thấy ông đắp y mới: Y này á không tương xứng với Đề Bà Đạt Đa. Này không tương xứng với Đề Bà Đạt Đa. Đúng rồi đó. Mà tương xứng với Tôn giả Xá Lợi Phất. Tương xứng với Tôn giả Xá Lợi Phất. Đề Bà Đạt Đa đã đắp vào bộ thượng y và hạ y, không tương xứng với ông ta. Đúng vậy, không tương xứng với ông ta. Phải đó, phải đó. Đúng rồi. Bây giờ có một tỳ kheo ở phương xa đi từ Dương Xá đến Xá Vệ. Ông ta đến đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ niềm hoan hỷ được gặp ngài. Đức Phật hỏi ông về sự phúc lợi của hai đại đệ tử. Vị tỳ kheo liền kể cho ngài nghe toàn bộ câu chuyện về bộ y từ đầu đến cuối. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu Đề Bà Đạt Đa đã đắp bộ y mà ông không xứng đáng. Ở kiếp trước, ông ta cũng đã đắp y không tương xứng. Nói xong, ngài bèn kể câu chuyện sau. Chuyện quá khứ, thợ săn và voi chúa. Thuở xưa một lần, khi vua Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, có một thợ săn voi sinh sống bằng nghề giết voi, đem ngà, móng, bộ đồ lòng và thịt chặt ra chợ bán. Bây giờ trong một khu rừng có hàng ngàn con voi đang kiếm cỏ. Một hôm vào rừng, chúng gặp một vài vị Phật độc giác. Kể từ hôm đó, cả lượt đi và về, chúng đều quỳ gối trước Phật độc giác rồi mới tiến bước tiếp. Người thợ săn thấy hành động của bầy voi, ông ta không khỏi thắc mắc: Giết bầy thú này thật là khó khăn. Lần nào đến và đi, chúng đều đảnh lễ những vị Phật độc giác. Chúng thấy cái gì mà đảnh lễ vậy kìa? Đi đến kết luận rằng đó là vì chiếc y vàng, hắn bèn quyết định: Ta cũng phải đắp một y vàng lập tức. Rồi hắn đi đến cái ao nơi vị Phật độc giác thường đến. Trong khi ngài đang tắm, lá y để trên bờ, hắn trộm y của ngài. Rồi hắn đi săn, ngồi chờ trên con đường có đàn voi thường qua lại, với cái giáo trong tay và lá y phủ trên đầu. Đàn voi thấy hắn tưởng là Phật độc giác, dừng lại đảnh lễ hắn và bước đi. Con voi đến đảnh lễ cuối cùng, tức voi đầu đàn bị giết với một nhát giáo. Lấy xong cặp ngà, chứ những phần có giá trị khác, chôn xác còn lại xuống đất, hắn bỏ đi. Ít lâu sau, Bồ Tát tái sanh làm voi, sau đó trở thành voi đầu đàn của đàn voi ấy. Lúc ấy người thợ săn vẫn tiếp tục mưu chứa cũ. Voi chúa nhìn thấy số voi trong bầy sút giảm, liền hỏi: Chúng voi đi đâu mất vậy cả? Bầy chúng ta còn quá ít. Chúng con không biết thưa ngài. Chúng con không biết thưa ngài. Voi chúa tự nghĩ: Chúng không thể đi đâu khi không được phép của ta. Rồi mối nghi hiện ra trong đầu voi. Cây gã ngồi ở chỗ nọ với tấm y trùm đầu, hẳn là nguyên nhân gây ra lộn xộn. Ta phải theo dõi hắn.
rồi cho đầu đàn để những con voi khác đi trước và chính nó đi cuối cùng, bước thật chậm. Khi những con voi cuối đảnh lễ xong và đi qua, gã thợ săn thấy voi chúa đến, lập tức hắn cuộn y lại và phóng ngọn giáo. Voi chúa đã đề phòng khi đến gần nên bước lui tránh mũi giáo. Biết ngay đây là người đã giết voi của mình, voi chúa lập tức phóng tới để tóm hắn. Nhưng gã thợ săn đã nhanh nhẹn nhảy qua và núp xuống sau một cội cây. Voi chúa dự định sẽ lấy voi quấn cả gã thợ săn với cội cây, tóm lấy gã và quật gã xuống đất. Ngay lúc đó, gã thợ săn nhanh trí chìa tấm y vàng ra cho voi trông thấy. Thế là y, voi khựng lại có vẻ đắn đo. Nếu ta tấn công người này, lòng quý trọng mà hàng ngàn chư Phật, Phật độc giác và A-la-hán đã dành cho ta tất nhiên sẽ mất hết. Voi đành dằn lòng hỏi thợ săn: Có phải anh đã giết hết những thân quyến kia của ta không? Thợ săn trả lời: Vâng, thưa ngài. Tại sao anh hành động xấu xa thế? Anh đã khoác tấm y dành cho những vị đã thoát khỏi tham dục, nhưng không xứng hợp với anh. Khi làm như vậy, anh đã phạm tội nặng. Nói xong, voi lại khiển trách hắn lần cuối: Ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo ca sa. Ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo ca sa. Anh đã hành động không xứng đáng. Con voi nói như thế. Khi Đấng Đạo Sư chấm dứt bài học này, ngài đồng nhất những nhân vật trong truyện Bổn Sanh như sau: Người thợ săn lúc ấy là Đề Bà Đạt Đa, voi chúa đã quở trách hắn chính là ta. Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa đã khoác tấm y mà hắn không xứng đáng. Hắn đã làm như thế trong kiếp trước rồi. Nói xong, ngài đọc những pháp cú sau: Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Mùa xuân năm 1997, tôi gặp một phụ nữ hơn 40 từ ngoại địa tới. Hai chúng tôi vốn không quen nhau, nhưng khi vừa gặp mặt thì bà ta nhìn tôi ánh mắt rất lạ, còn hỏi: Cô không có hài nhi sao? Tôi nghĩ đến đứa con đã bị mất nên đáp: Có chứ. Bà tỏ vẻ ngờ vực bảo: Không đúng, vì sao tôi lại nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm ban cho cô đứa bé? Tôi hỏi: Là nam hay nữ? Là nam. Bà quan sát tôi thật kỹ rồi khẳng định: Đúng là một bé trai. Tôi hỏi: Vậy bé sẽ sinh vào thời điểm nào? Bà nói: Khoảng tháng 9. Vì muốn cho con gái có cơ hội đầu sinh chuyển thế nên cuối năm 1997 tôi lấy vòng tránh thai ra, nhưng vẫn không mang thai. Thời điểm tháng 4 mà cậu bé Tiểu Đồng dự đoán con tôi chuyển sinh nhanh chóng đến. Mỗi lần ra khỏi cửa, tôi đều để ý ngó nhìn khắp chung quanh, với hy vọng là sẽ nhặt được đứa bé nào đó bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng tôi hy vọng uổng công. Ngày nọ, tôi lại mộng thấy con gái. Nó mặc một bộ đồ hồng phấn, giữa chúng tôi bị cách ngăn bằng một vật trong suốt, nhìn giống như là tấm kính lưu ly. Con bé từ trong chạy ra, thân mật ôm tôi. Lúc đó tôi có cảm giác như là mộng mà không phải mộng. Lòng vô cùng hoan hỷ vì hai mẹ con đã thực sự được đoàn tụ. Tôi có cảm giác cảnh mộng này rất rõ, hoàn toàn khác hẳn với không khí âm u của cảnh giới trung ấm mà tôi từng mộng thấy trước đây. Tôi cõng bé đi lên từng bậc thang. Nó bảo tôi:
Mẹ sắp có em bé đó nha. Tôi hỏi, đây là gì có thể hay sao? Vậy em bé sinh ra sẽ mang tên gì? Nó đáp, gọi là Tiết Nhật Trù nhé. Tôi hỏi, vậy xem như là đặt tên em sẵn trước hả? Nó nói, dạ. Tỉnh mộng rồi, tôi tự hỏi, lẽ nào tôi lại có tới hai đứa con? Tết Nguyên Đán năm 1998 lại đến. Tiết xuân dần trôi qua, tôi muốn gọi điện thăm mẹ đẻ. Mẹ hiện ở cách tôi mấy trăm cây số, nơi một thành phố khác. Lúc 17 tuổi, tôi vì đi học nên một mình đến ở thành phố này. Do em trai tôi từ nhỏ đến lớn hay gây ra đại họa cho gia đình, ngay cả tôi cũng luôn bị nó đem đến nhiều phiền lụy. Hồi đó, tôi lo em trai hành xử nông nổi, dễ chiêu họa tới, sẽ khiến cha mẹ tuổi già sống không được an và bị nhấn chìm trong sầu khổ. Vì muốn cha mẹ giảm nhẹ gánh lo, nên tôi rước em trai lên sống cạnh mình, hy vọng nó có thể thay đổi trong môi trường mới. Mặc dù tôi tin những chuyện xảy ra đều thuộc nhân duyên, nhưng tận đáy lòng cũng khó mà tha thứ cho em trai, vì nó luôn mang đến cho tôi nhiều khổ phiền. Tôi thầm trách nó đã mang đến thảm nạn cho con gái tôi. Khi mẫu thân nhận được điện thoại của tôi, bà rất vui. Tôi quên rằng đã lâu rồi mình không gọi thăm bà. Tôi có thể cảm nhận được tâm lý áy náy, thậm chí tự ti của bà. Tôi biết mãi đến hiện tại, nỗi niềm dây dứt kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất. Điều này khiến tôi mỗi lần nghĩ đến luôn cảm thấy đau lòng. Mẹ tôi thận trọng khơi mào thăm dò về việc chuyển thế của con gái tôi xong. Thế nơi tôi chưa có gì thì bà mới e dè báo tin. 8 tháng trước, mẹ nhặt được một đứa bé. Vừa nghe đến đây, mắt tôi tuôn lệ đầm đìa không thể cầm được. Vì tôi biết cuối cùng thì con tôi đã trở về. Nếu như con tôi không quay về theo kiểu thông qua quê ngoại như thế này, thì có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không về thăm lại quê nhà nữa. Cái chết của con giúp huệ mạng tôi khai mở, thu hoạch được nguồn sống mới. Vì khi bé quay lại bằng cách này đã giúp tôi tránh được hối tiếc trong hiện đời, khiến nhân sinh quan của tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Ngày con gái tôi tái sinh là mùng 10 tháng 4. Sau khi tu học mật pháp rồi, tôi mới biết đây không phải là một ngày bình thường. Đến lúc tôi gặp mặt con lần đầu thì bé đã được 8 tháng tuổi rồi. Mẹ tôi kể bé rất sợ người lạ. Hễ có ai lạ đến gần thì nó sợ hãi khóc to, thậm chí toàn thân phát run bần bật. Nghe vậy tôi rất sợ làm kinh động bé, nên thận trọng tiến lại gần nó từ từ. Nhưng bé đối với tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Tôi vạch bụng nó ra xem, thấy có một vết bớt màu hồng to bằng ngón tay, hình dáng giống như dấu tay. Tôi reo lên, là con, quả thực con đã trở về. Song thân nhìn thấy tôi khẳng định như thế, thì đồng có cảm giác nhẹ nhõm, giống như được uống thuốc thần, thể đều thở ra hoan hỷ. Mẹ kể cho tôi nghe tỉ mỉ về chuyện nhặt được con bé như thế nào. Thật ra, vì con bé lìa đời đã đem lại thống khổ cho em trai không kém chi tôi, bởi nó cưng yêu con bé hệt như con đẻ. Thế nên, khi con bé bị giết vì tên cựu công nhân của em, đã khiến em đau khổ tột cùng. Nó đã làm đủ mọi cách để hồi hướng phúc lành đến cho cháu. Chỉ cần nghe nói làm cách nào đó có thể giúp cho con bé ở cõi bên kia được lợi ích, hạnh phúc, thì nó đều thực hiện hết. Cũng chính vì vậy, nó mới chịu hủy bỏ kế hoạch trả thù. Sau khi nhặt con bé về, nó rất muốn lãnh nuôi bé tới lớn, rồi sau đó mới giao cho tôi, xem như là để chuộc lỗi với tôi. Trước hôm nhặt con bé về, tối đó em trai tôi đã mộng thấy gặp con gái tôi nơi xe buýt và muốn rước con bé về nhà, nhưng bé không chịu nhìn nó. Bỗng dưng tôi nhớ lại, hôm đó chồng tôi chưa về, một mình tôi ngủ trên giường, cảm thấy rất tỉnh táo. Tôi vừa trở mình, bất ngờ phát hiện ra con gái tôi đang nằm trong mền, toàn thân đỏ hỏn. Tôi hỏi, hiện con đang ở đâu? Nó nói, tại nhà triển lãm. Tôi lại hỏi,
con về như thế nào? Nó đáp, ngồi xe buýt về. Ngay khi đó tôi cảm thấy không thể chăm sóc nó, đành để nó một mình bôn ba. Nó như thấu hiểu ý tôi, buồn bã nói, dù sao cũng không có cách mà. Sáng ra tỉnh dậy, tôi hối hận là hồi hôm mình đã không hỏi nó nhiều, mà nó nói đang ở chỗ nhà triển lãm. Đây cũng chính là nhà kỷ niệm liệt sĩ. Vậy thì nhất định là nó đang đầu thai lanh quanh gần đấy. Sau đó không lâu, thì một người bạn em trai tôi báo tin, nơi bệnh viện hiện có một bà đã cho thúc sinh sớm để bỏ con, là một bé gái. Em tôi vội chạy đến y viện, con bé bị người mẹ phá thai bằng cách thúc sinh. Do bị sinh thiếu tháng nên thể trọng chưa được 2 kg. Lúc sinh ra do thiếu khí nghiêm trọng nên toàn thân xanh lét, nằm thở thoi thóp. Khi nhìn con bé, trong đầu em trai tôi chợt hiện lên hình ảnh của cháu gái mình sau khi gặp nạn, trông cũng giống hệt vậy. Nó liền nghĩ đây nhất định là con tôi. Bèn không chút do dự, bồng con bé đem ngay đến y viện khác để cấp cứu. Em tôi kể rằng trước nó cũng có người đến xin nhận nuôi con bé, nhưng khi nhìn thấy tình trạng con bé giống như vô phương cứu sống, nên họ bỏ đi. Đến khi em tôi vào bồng con bé đi rồi, thì nhà nọ cũng đổi ý quay lại để nhận nuôi con bé, nhưng họ đã chậm một bước. Con bé nhập viện cấp cứu, chẩn trị 1 tháng. Trong thời gian này, em tôi luôn túc trực bên lồng kính để canh chừng cho cháu. Nhớ lại trước đây, thời gian đó là tôi từng nằm mộng, thấy mình cùng con gái cách nhau một bức vách lưu ly, thì ra để là lồng kính. Tìm được bé rồi, xem như em tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn có bổn phận đem bé hoàng cố xứ mà thôi. Từ nhà song thân tôi quay về không lâu, thì bỗng một hôm, nơi phòng làm việc của tôi xuất hiện một nam nhân lạ. Ông bước vào trình giấy chứng minh và tự giới thiệu mình họ Thôi. Ông xưng là bạn của em trai tôi, còn than phiền rằng gần đây em tôi mua xe ông nhưng còn thiếu một khoản tiền chưa trả hết. Ông trách em tôi cư xử không nghĩa khí và còn nhấn mạnh rằng hiện tại em tôi đang lãnh nuôi một đứa bé, chính là nhờ ông báo tin mà có được. Ông ta cứ nói hoài về việc này. Tôi khi đó đang phiền bực em trai nên bảo ông rằng tôi và em trai không qua lại với nhau, nên từ rầy nếu có gì liên quan tới nó thì xin đừng tìm đến tôi. Ông nghe vậy liền bỏ đi. Lúc đó trong lòng tôi rất cấu tiếc, bất mãn em trai. Sau khi tan sở về đến nhà rồi, vừa ngồi xuống ghế sofa, tôi bỗng giật mình bừng tỉnh ra. Ôi trời ơi, họ Thôi! Đúng là thần hộ pháp đã dẫn xác ông này đến gặp tôi, ngầm chứng minh rằng lời trong giấc mộng 1 năm trước đã ứng nghiệm. Lúc đó tôi còn lầm tưởng là con gái tôi đầu thai vào nhà họ Thôi nữa chứ. Hóa ra là nhờ họ Thôi trung gian báo tin mà chúng tôi có được bé để nuôi. Con gái tôi bây giờ tìm được rồi, nên tôi không muốn sinh em bé làm chi nữa. Nhưng chưa kịp áp dụng phương thức tránh thai, thì tôi đột nhiên có thai. Tôi biết lần này nhất định là con trai, vì theo tính toán thì đúng vào tháng 9 âm lịch sẽ sinh con. Đây cũng ứng nghiệm với lời bà khách lạ đã nói, Bồ Tát Quan Thế Âm cho tôi con sẽ sinh vào tháng 9. Chúng sinh do chấp trước mê muội nên không thấy thật tướng. Vì không thấy thật tướng nên cứ chấp tướng giả cho là thực, nên càng chìm trong vô minh thọ nhiều thống khổ. Từ góc độ liễu nghĩa mà nói, thì luân hồi vốn là giả tướng hư vọng. Thế nhưng chúng sinh có thể thông qua những hư vọng này để đạt đến minh liễu bản chất luân hồi, tiến vào giải thoát. Do đủ loại nhân duyên nghiệp lực buộc ràng, nên lúc con gái có thể về được đến nhà tôi, thì cháu đã 15 tháng tuổi rồi. Vì trước đó tôi phải khổ tâm lo nghĩ làm sao để thuyết phục ông xã, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi chồng tôi cho rằng, bên nhà vợ luôn đem lại cho anh nhiều xui xẻo, khổ sầu. Anh còn nói rằng, Phật không gia hộ cho người tốt. Vì vậy, đối với những gì tôi tin thờ, anh hoàn toàn không tin. Nên chuyện con gái chuyển sinh quay trở lại, đối với anh là điều quan tưởng, vô lý. Do vậy mà muốn được anh đồng ý, cho phép đem bé về nuôi là rất khó.
hầu như là việc hoàn toàn bất khả thi. Nhưng làm sao tôi có thể dương mắt nhìn đứa con từng trải qua bao sống chết gian nan, nay đã quay trở về là bị cự tuyệt không cho vào cửa được chứ? Vì vậy mà tôi không ngừng cầu Bồ Tát hộ trì, giúp anh chuyển hóa tâm tư, nguôi ngoai thống khổ oán hận. Do rất hiểu anh, nên tôi nghĩ, nếu đề nghị trực tiếp ắt là rất khó, bởi tính anh cứng rắn, nhất định sẽ không thèm nghe tôi thuyết phục cầu xin chi đâu. Thế là tôi đành viết cho anh lá thư dài, kể tỉ mỉ những điều chứng minh bé chính là con gái mình chuyển thế, và cầu xin anh đồng ý cho phép tôi đem nó về. Sau khi đọc thư xong, anh vẫn tỏ ra dửng dưng không chút lay động. Hầu như bị anh cho rằng tôi thương con đến hóa điên quá rồ rồi nên mới tính nhận phơ con ngoài đường đem về nuôi. Nhưng lòng tôi đã nhất quyết, bất kể anh đồng ý hay không, tôi vẫn phải đem đứa con mình đau đớn sinh ra trước đây quay trở về. Lúc này tôi đang mang thai được hơn 7 tháng. Tôi vừa cầu Phật gia trì, vừa lo tìm thời cơ thích hợp. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1998, anh phải đi Thanh Hải dự hội. Thế là tôi thừa dịp đó, cấp tốc chạy về quê rước con bé lên. Tính ra, tôi đã gặp qua bé một lần cách đây 7 tháng. Từ đó tôi và con không có dịp gặp tiếp nữa. Lần này, tôi ngủ tại nhà song thân 3 ngày. Hàng ngày chơi đùa cùng bé, cốt để tập cho bé quen tôi mà dễ dàng rước đi. Nhưng vì bé sinh thiếu tháng nên sức khỏe rất yếu, nhìn chỉ giống như bé 12 tháng thôi, thậm chí còn rất nhỏ nữa. Phần tôi chỉ còn 2 tháng nữa là sinh rồi. Lúc này tôi đã 35 tuổi, thể lực cũng không được tốt như hồi 20. Nhưng vì sức nôn mong có thể chóng đem con về nhà nên tôi không nề gian khổ. Một ngày trước khi sắp lên đường, tôi hỏi bé, ngày mai ta về rồi, con có muốn đi theo không? Nó nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên lao tới ôm chặt tôi, không ngừng kêu lên, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Sau này khi gặp chồng tôi, nó cũng gọi ba ơi một cách rất tự nhiên và thân thiết như vậy, cho dù chưa một ai dạy qua. Em gái tôi khi đó đang đứng bên cạnh, liền nói, em một bề chơi với cháu, luôn bảo nó gọi mẹ, vậy mà từ đó tới giờ nó không hề gọi lấy một câu. Em trai tôi cũng rất muốn nó gọi ba, nhưng nó cũng không chịu kêu một tiếng. Dù em trai tôi rất cưng chiều bé, tất cả chi phí nuôi nấng cháu đều do một tay em trai tôi đài thọ. Em mua sắm cho bé toàn đồ tốt nhất, nhưng con bé đối với em trai tôi rất lãnh đạm, chẳng hề giống các bé một tuổi chút nào. Nhớ lại lúc nó 8 tháng, lần đầu gặp nhau, tôi đã ru nó ngủ bằng bài ca quen thuộc mà tiền thế nó thường nghe. Tôi cảm thấy nó im lặng nằm nghe, nhưng đôi hàng lệ từ khóe mắt chảy dài. Tôi tin chắc là nó còn nhớ tiền kiếp. Hôm sau, khi thấy xe hơi đến đón tôi về, nó đột nhiên trở nên bồn chồn nóng nảy, không chịu ngồi yên trong nhà. Đút ăn cũng không ăn, chỉ có bồng ra cho ngồi vào xe thì nó mới lộ vẻ an ổn. Thái độ giống như là sợ tôi bỏ nó vậy. Suốt mấy ngày này, em trai, em gái tôi cũng thường lái xe đi về, nhưng nó chưa từng có biểu hiện giống vậy. Lẽ nào do lần đầu tôi gặp và bỏ nó lại đây đến hơn 7 tháng sau mới xuống rước đã gây bất an cho nó? Bây giờ, nó im lặng ngồi ngoan ngoãn trên xe, một mực chờ tôi ăn xong lên xe khởi hành. Xe chạy rồi, nó đối với những người nuôi dưỡng mình suốt 15 tháng không tỏ ra một chút lưu luyến. Nhưng vì kẹt xe, khi quay về phải mất 7 tiếng đồng hồ, nhưng nó vẫn tỏ ra rất an tĩnh. Lúc tiến vào nhà, nó cũng không khóc và không hề làm ầm náo. Như thể nó đối với ngôi nhà này rất quen. Ăn tối xong thì lăn ra ngủ. Việc tôi đem con bé về đã khiến chồng tôi thịnh nộ bốc hỏa. Anh la mắng trách móc âm ỉ. Sau đó thì suốt một ngày giữ nguyên bộ mặt phiền muộn. Con tôi đứng xa xa nhìn, mặt anh vẫn u ám, không buồn ngó nó một cái. Thấy anh phản ứng như thế,
hai mắt con gái tôi dâng dấn lệ, đầy vẻ buồn tủi. Tôi đã quan sát các biểu hiện của nó tỉ mỉ, xem ra quả thật nó không quên tiền kiếp. Nhưng rồi, chồng tôi đã nhanh chóng tiếp nhận con bé. Không những thế, anh còn cưng chiều nó quá mức, như thể anh đẻ nó ra vậy. Mà con bé đối với anh cũng không vừa, mức độ thân mật vượt hẳn sự quấn quýt của con trai cưng đối với bố. Rõ ràng, con bé không hề quên tiền kiếp. Lúc nó được 22 tháng, một buổi chiều khân